Mình không nhận sponsor từ bất kỳ sản phẩm nào trong video này, nên đây đều là ý kiến riêng của mình sau khi dùng sản phẩm. Mọi người, mình là Anna đây. Và hôm nay tới hẹn lại trồi lên rồi nè. Và chủ đề ngày hôm nay mình muốn nói tới đó chính là bốn thành phần chính trong kem dưỡng ẩm. Chỉ là thành phần chính thôi nha mọi người. Còn nếu như mọi người muốn biết chi tiết về một sản phẩm nào đó thì có thể comment ở dưới đây để cho mình biết và mình có thể làm video về sản phẩm đó. Và đừng quên mình sẽ có một subscribe cả các bạn vào cuối video này, đặc biệt là những bạn yêu thích làm đẹp. Cho nên là hãy cùng đón xem nhé. Sản phẩm ở đây mình đã mua ở Sephora. Nếu như các bạn sống tại Mỹ hoặc là những nơi có Sephora thì các bạn có thể tới Sephora để mà trải nghiệm các sản phẩm miễn phí. Còn đối với cái chai này nè thì mình đã mua nó ở trong Walmart. Thì Walmart là một chuỗi siêu thị rất lớn tại Mỹ. Mình biết rằng là ở Việt Nam sẽ không có Walmart, cho nên là các bạn có thể thay thế bằng Cetaphil. Thì Cetaphil cái chất lượng nó cũng ngang ngửa như vậy thôi, và các bạn có thể dễ dàng mua trong các tiệm thuốc tây với giá thành rất ổn định và chất lượng cũng rất là đảm bảo. Mà có điều là được trải nghiệm miễn phí hay không thì mình không biết nhé. Và một điều nữa là mình quên là Sephora hiện tại đang không có mặt ở Việt Nam. Đó là một điều rất là đáng tiếc phải không nào. Nhưng mà các bạn cũng có thể trải nghiệm các sản phẩm ngay trong Sephora khi các bạn có những chuyến đi tới Thái Lan nè hay Singapore. Nhưng mà nhớ rằng á là phải đợi hết mùa dịch rồi mới đi à nghe. Ok, và đây là 5 sản phẩm mà mình muốn giới thiệu. Tăng tăng cho hết ánh sáng của mình rồi. Tôi kể đó. Sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu đó chính là Equay. Thì Equay này á, với giá thành rất là rẻ, chỉ có 7 đô mà thôi. Tác dụng của Equay là dưỡng ẩm, chỉ là dưỡng ẩm only. Có điều á, là nó dưỡng ẩm được mọi nơi luôn, từ mặt, tay, chân, cổ, thích chỗ này sức chỗ đó. Và cái sản phẩm thứ hai á, mình muốn nói đó chính là Volition. Mình không biết là ở Việt Nam có bạn nào đã từng nghe qua cái hãng này chưa, thật sự là mình cũng không rõ. Nhưng đây là sản phẩm đầu tiên cũng như là sản phẩm cuối cùng mình dùng của hãng, thật sự là mình thấy không có thích. Và sản phẩm thứ ba mà mình muốn nhắc tới đó chính là Kiehl. Thì cái hũ này có tên là Ultra Facial Cream. Thì lúc mình mua cái hũ này là một năm về trước, giá của nó lúc đó là 28 đô, nhưng hiện tại bây giờ nó đã lên 32 đô rồi và rất là giá. Có điều là nó là giống như là một cái signature của hãng Kiehl vậy đó. Tác dụng của nó thì cũng chỉ là cấp ẩm như bao hãng khác thôi, nhưng mà nó sẽ có một cái điều rất là đặc biệt và mình sẽ chuẩn bị tiết lộ ngay sau đây nhé. Còn đây là một sản phẩm của Tatcha có tên là Tatcha The Deal With Skin Cream. Thì lúc mình mua sản phẩm này á, với cái giá cũng không có hữu nghị lắm đâu. Mình mua với giá là 68 đô plus, rất là mắc tiền. Nhưng mà ở trong đây thì nó có những cái thành phần rất là đặc biệt, có của hãng Tatcha là có mà thôi. Và tiếp theo, đây là sản phẩm cuối cùng. Thì cái sản phẩm này á, từ hãng là Rum Elephant. Đối với mình thì sản phẩm này cũng tốt, có điều là quá chát. 68 đô là mình mua thì có discount hay bất kỳ một cái gì hết. Ok, và bây giờ mình sẽ đọc bảng thành phần của 5 sản phẩm này nhá. Mình sẽ insert ở đây. 2000 years later. Ok, và sau một hồi lâu thì mình đã đọc xong thành phần của tất cả các sản phẩm rồi. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với tất cả các thành phần. Trong 5 bảng thành phần ở dưới đây á, các bạn có thể thấy 5 loại sản phẩm này đều có một chữ, đó chính là Aqua.
trong 5 sản phẩm ở dưới đây á, đều có thành phần lớn nhất đó chính là water. Thì mình có một cái tip cho mọi người là khi đọc thành phần á, thì mọi người nhớ thành phần nào càng đứng đầu thì thành phần đó tỷ lệ càng cao. Giống như hồi nãy mình đã cho các bạn xem cái chai của Equate rồi đó, thì nó có aqua cũng là water, thì luôn được xếp đầu bảng trong tất cả các sản phẩm. Có nghĩa là trong một sản phẩm như thế này sẽ có từ 70-90% là nước. Không chỉ là sản phẩm của Equate là một cái sản phẩm restore, mà ở trong Run Elephant cũng vậy. Và ngay cả những cái chất kem đặc giống như của Tatcha, để mình cho các bạn xem là nó đặc như thế nào nhé. Có nghĩa là như thế này nè, một sản phẩm có tới 100ml, trong đó sẽ có tới từ 70-90ml là nước, còn 10-30% còn lại đó chính là các dưỡng chất cần thiết dành cho da. Nhưng mà có thể các bạn đọc tới đây á, thì các bạn sẽ cảm giác rằng là tôi đâu có cần phải phí tiền để mà mua một cái sản phẩm chỉ toàn là nước như vậy. Các bạn ơi đừng lo nhé, cái điều đó không có nghĩa là các sản phẩm không hề có tác dụng gì lên da của chúng ta đâu, chỉ là chúng cần có thời gian để thẩm thấu và điều hòa làn da mà thôi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu với thành phần dưỡng ẩm đầu tiên rất là bình đẳng. Các bạn có đoán được là gì không? Đó chính là hyaluronic acid, hay còn gọi đó là HA. Thì HA là một cái thành phần thường xuyên có mặt trong tất cả các dòng kem dưỡng ẩm, vì các hợp chất có thể giúp giữ nước lên đến 1000 lần so với khối lượng của nó. Đồng thời HA là một chất có sẵn trong cơ thể con người. Tại đây HA được phân bổ đến làn da của chúng ta nè, để giúp giữ ẩm cho làn da, chống oxy hóa, đồng thời ngăn chặn lão hóa da vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên HA được biết là có trọng lượng phân tử rất lớn, cho nên độ thẩm thấu vào da ít hơn. Vì thế các sản phẩm có chứa HA luôn cố gắng bẻ gãy cấu trúc ban đầu của nó để giúp tăng độ thẩm thấu vào làn da. Và các bạn biết không, sau nhiều năm nghiên cứu thì các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra một dẫn xuất mới của HA, được mang tên đó là sodium hyaluronate, hay có một cái tên bình dân hơn đó chính là muối natri. Thì bên cạnh cái việc mà muối natri này có khối lượng phân tử nhẹ hơn nhiều so với HA, thì nó còn là một cái chất ít bị oxy hóa hơn, chính vì thế làm tăng tính ổn định của sản phẩm. Và thành phần thứ hai mà mình muốn đề cập tới trong video này đó chính là glycerin. Thì glycerin là một thành phần vàng thường gặp nhất trong tất cả các loại mỹ phẩm chăm sóc da. Dù bạn dùng sản phẩm trong bất kỳ phân khúc nào, dù là restore hay là high end, thì bạn cũng có cơ hội được nhận các lợi ích từ glycerin, phổ biến là thế đó. Nhưng mà các bạn có biết glycerin là gì hay không, và tác dụng của nó như thế nào đối với làn da của chúng ta? Và thành phần này có chức năng chính đó chính là hút ẩm từ không khí rồi đưa vào làn da, giúp khóa ẩm và dưỡng ẩm, làm cho làn da căng mướt và mịn hơn. Ngoài tác dụng dưỡng ẩm ra thì glycerin còn có tác dụng loại sạch bụi bẩn, tế bào chết và các loại vi khuẩn ẩn sâu trong da, nên nó có khả năng hỗ trợ điều trị mụn rất là tốt, ví dụ như là mụn ẩn nè, mụn đầu đen hay là cả mụn trứng cá nữa. Và một tin vui dành cho các bạn có làn da nhạy cảm đó chính là glycerin cực kỳ lành tính, vì nó không hề gây kích ứng da hay dị ứng cho làn da của chúng ta. Vì thế nó được chủ yếu sử dụng trong các sản phẩm dưỡng ẩm dành cho da khô cũng hoặc da khô. Và thành phần thứ ba mình muốn nhắc tới đó chính là tocopherol, hay còn gọi là vitamin E đó, nên bình dân hơn đúng không nào? Nhưng trong video này mình sẽ không nói về lợi ích của vitamin E đối với cơ thể. Nhưng nếu như các bạn hứng thú á, thì các bạn có thể comment ở dưới đây để cho mình biết, và cũng như share and subscribe kênh channel của mình nhé. Và tác dụng của vitamin E là giúp trung hòa các gốc tự do có hại cho làn da, vì thế nó được xem là một chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Đồng thời, vitamin E giúp giữ lớp lipid, hay còn gọi là lớp dầu, có đủ trên làn da, cho nên khiến cho làn da ít bị bay hơi hơn, nhờ đó không khiến da căng và bị khô. Và có một loại dưỡng xuất rất thông dụng của vitamin E được sử dụng rất nhiều trong các sản phẩm hiện nay, đó chính là tocopherol acetate. Mình sẽ chèn tên ở đây để cho các bạn có thể nhận ra được nhé. Thì người anh em này của vitamin E lại không được ưa chuộng lắm đâu, vì nó có khả năng gây kích ứng cho làn da. FDA hay còn được gọi đó là Food and Drug Administration, còn tiếng Việt thì gọi là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược, cũng đã khuyến cáo các sản phẩm có chứa tocopherol acetate với nồng độ cao sẽ không tốt cho làn da, nhất là làn da nhạy cảm. Nên
các bạn nhớ lưu ý khi sử dụng sản phẩm nhé. Và theo mình được biết thì hiện nay tại Việt Nam đang bán rộng rãi các viên vitamin E dạng dầu như thế này nè. Thì mình sẽ chèn hình ở đây để các bạn có thể biết. Nhưng các bạn ơi, cái việc sử dụng vitamin E không đúng cách chỉ làm giảm đi các tác dụng chính của vitamin E mà còn gây hại cho làn da của các bạn nữa đó. Đối với các bạn mà bị da mụn á, thì vitamin E còn gây bí tắc lỗ chân lông. Chính vì thế nó có thể gây làm viêm nang lông nè và dẫn tới bùng phát mụn nhiều hơn. Và chất cuối cùng mà mình muốn đề cập tới ngày hôm nay đó chính là squalene. Thì squalene là một chất béo bão hòa có sẵn trong cơ thể. Squalene còn là một hợp chất có vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp cholesterol, vitamin D và hormone steroid. Thì hormone steroid có thể được coi là hormone giới tính đó. Sau 25 tuổi thì lượng squalene tự nhiên trong cơ thể chúng ta trở nên hao hụt, nên khiến cho làn da trở nên nhạy cảm và khô ráp hơn. Chính vì thế mà việc bổ sung squalene vào skincare routine là một điều rất cần thiết để cho trẻ hóa làn da. Thì cũng giống như vitamin E, squalene có đặc tính là dưỡng ẩm và chống lão hóa, làm cho làn da mềm mại và mịn màng nhưng lại không gây bí tắc và nhờn rít cho da. Squalene còn giúp cho da chúng ta ngậm nước giống như là HA vậy đó, đồng thời làm đầy các rãnh trên da, làm giảm đi sự xuất hiện của vết chân chim nè, cũng như là vết sạm và nám. Squalene là một chất béo không hay được dùng trong các loại mỹ phẩm. Sự khác biệt giữa squalene và squalene là đối với squalene á, thì nó sẽ có nối đôi, còn đối với lại squalene á, thì nó sẽ không có nối đôi. Chính vì vậy squalene có tính ổn định rất kém và dễ gây kích ứng nếu như các bạn có làn da nhạy cảm. Vì thế khi các bạn sử dụng sản phẩm thì hãy nhớ phân biệt rõ ràng giữa squalene và squalene nha. Và theo mình được biết trên thị trường có rất nhiều sản phẩm chứa squalene nhưng thực tế là rất là đắt đỏ, nên mình đã dùng một cái sản phẩm có chứa squalene và hiện tại nó cũng ở đây với giá thành cũng tương đối là ổn định. Đó chính là Kiehl Ultra Facial. Thì với thành phần chính là squalene nên giúp chúng ta có thể giữ ẩm tuyệt đối dù hè hay đông. Đó là câu slogan của Vũ Kiehl, mình cũng không biết. Rồi còn đối với các bạn mà nam á, thì sản phẩm này mình cũng cực kỳ recommend luôn. Cái thứ nhất là làn da của các bạn nam luôn dầu hơn so với da của các bạn nữ. Và đồng thời các sản phẩm này các bạn có thấy các bạn packaging không? Nó rất là neutral. Thì các bạn không cần phải lo lắng về việc là sử dụng mỹ phẩm là chỉ dành cho phái nữ. Và bây giờ mình xin tổng kết lại những gì mà nói phía trên nhé. Thì sau một khoảng thời gian tìm tòi và trải nghiệm, mình tự đúc kết một điều là cái việc mà mình sử dụng các sản phẩm drugstore hay là high end đều như nhau cả. Nên bản thân mình thôi vẫn khuyên các bạn là sử dụng cái hàng drugstore thay vì là high end product. Như mình á, thì mình đã sử dụng moisturizer của Equate cũng một năm rồi và thực sự là rất là tốt. Nếu như bạn là một beauty blogger thì cái việc trải nghiệm sản phẩm mới, sản phẩm high end, sản phẩm mắc tiền là một cái chuyện đương nhiên, vì khi đó các bạn có thể đưa ra review cho nhiều người khác. Còn nếu chúng ta vẫn còn là học sinh, chúng ta vẫn còn phải xin tiền của ba mẹ, thì mình muốn khuyên rằng là less is more. Càng đơn giản càng đẹp các bạn ơi. Vì khi làn da của chúng ta dưới 25 tuổi vẫn còn có khả năng tự cải thiện. Theo mình nghĩ, để có một làn da đẹp thì các bạn chỉ cần theo một cái quy trình dưỡng da rất là basic thôi. Đó chính là tẩy trang là một này nhá, sữa rửa mặt là hai, và cái thứ ba đó chính là moisturizer. À, và đừng quên kem chống nắng vào buổi sáng nữa nhé. Ok, và bây giờ là bất ngờ của mình dành cho các bạn đủ kiên nhẫn xem hết video này. Mình đã tìm được một platform chuyên phân tích các thành phần trong mỹ phẩm có tên là Skin Charisma. Mình sẽ để các hình ở đây và các bạn cũng có thể xem. We'll be right back.
description. Phần description box. Nên các bạn cũng có thể tự trải nghiệm và tìm hiểu. Ok, và nếu như các bạn thích những cái video như thế này thì hãy comment phía dưới. Và đừng quên share và subscribe kênh channel của mình. Và bây giờ xin tạm biệt các bạn và các video đợt sau nhé. Bye bye. Yeah. Mình xin lỗi mà là ba chị Quỳnh.